Đi xem hạt gạo này thì lá là lá nhỏ nha cô chú anh chị, hoa nó màu tím. À, cái này em báo với mình là này vận chuyển đi xa là lá nó sẽ bị vàng lá, rụng lá nha anh chị. Anh chị về chăm giùm em ha, anh chị tuyệt đối đừng thay chậu liền giùm em. À, rễ nó làm sao mình để vậy ha, mình sang chậu qua thôi, cái này thuần chậu rồi nha anh chị. À, anh chị đừng có cắt rễ bớt này kia là nó dễ xuống chết nha anh chị. Rồi mã số này là em báo một cặp ha, mã số 23. Đó, cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 23. Cây này đẹp này nha anh chị. Hoành ở đây là gần 11. Chiều cao nó là 21. Tàn nó thì là 39 này, em đo một cây ha, mình hai cây nó tương tự nha anh chị. Cây này thì tông cao hơn, cái này cao thì tầm 24. To hơn cây chiếc lông xíu ha. Rồi mã số 23. Rồi mã số 23, cặp này em giao lưu với anh chị là 450.000 em bao ship. 450.000. Rồi tiếp theo mã số 24. Vận chuyển đi xa nó có vàng lá thì anh chị thông cảm gì chăm giùm em ha anh chị. Cái này đo một cây thôi, cây kia anh chị xem. 24. Xem sơ sơ. Da của nó phía đây là lớp da xù vậy ha, có khi nó ẩm nó chóc nha anh chị. Rồi quạnh đây 11,5. Chiều cao nó là 20. Tàn của nó là 39. Đó, cây này thì hai thân nó dính liền ở đây. Mã số rồi, 24. Mã số này là mã số 24, 400.000 bao ship cặp này. Mã số 25. Cái này thì trồng hai lớp chậu ha. Nên cái đế của nó nè, nằm gọn ở trong đây hết nha anh chị. Cây này thì nó có 3 thân chia ra, ở đây thì nó có 2 thân. Cái này em đo một thân thôi, một nhánh thôi là 7,5. Nè, chị nhìn giùm em nó cỡ cây chiếc lông thôi nha anh chị. Chiều cao của nó là 23. Tàn của nó là 46. Rồi cặp này mã số là mã số 25, 400.000 bao ship. Mã số 26. Một thân này là 8 nha anh chị. Chiều cao của nó là 20. Tàn là 35. Nhìn giùm em nha. Rồi mã số 26, 400.000 cặp này em bao ship luôn. 400.000. Cái này do cái đế của nó là nó hai chậu lồng hai chậu nhau á,
coi trên đây là 8 rồi. Thủ trên đây to hơn nha anh chị. Thủ đây tới 14 lần. Chiều cao của nó là 21. Tàn nó là 42. Cây này thì thấp hơn. Đó. Rồi mã số 31. Cặp này 400 ngàn em bao ship. Rồi xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. Đó. Hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi. Nó khá là tốt ha và rẻ nữa anh em ơi. Cái gói 500g này ha. Em bán là em chia sẻ cho anh em bán cho anh em là giá là 200.000 đồng. Em bao ship luôn ha, em bao phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á. Em là cây ít cũng rất là lâu á. Tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Thôi nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần. Rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần. Đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. À, bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây, hàng em đã sử dụng anh em coi. Ổi em mới tưới được có nói chung là tưới hơn 1 tuần. Đâm trời xanh mướt luôn ổi anh em. Đó, một số cây nó gai rễ luôn rồi. Em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng gai rễ hơi trắng này. Đó, hơn 1 tuần. Nói chung loại này thì sử dụng khá ok nha anh em. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để mình dùng để em tưới gốc mà. Đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có nên có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó về, có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó si nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên em khuyên ha là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh cây, nó khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị si và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó. Nhưng nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô một cái nó phúng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè. Đó, em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em. Nghe một số đó nè. Đó, giờ nó đâm chồi mạnh nè. Tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng. Đó, em dưỡng, em dâm lại cho anh em. À, để cho anh em nào để ra lá mạnh để cho để nữa bán cho anh em nè. Mấy cây tày, mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha. Anh em nên để ở nhà một bịch hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em. Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có 100-200 ngàn, 50-60 ngàn mà mình không tiếc tiền mình mua, mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây gì khi vài triệu, 5-10 triệu, khi anh em mua cây bông trang 10-20 triệu cây mai cũng vậy, mà mình không có về, mình không có kích nó thì nó èo ọt, nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, đang sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha. Nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi. 500g này nè, gói 500g, nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu, cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước. Cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha. Cây sống khỏe thì 1 tuần 1 lần. Đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè. Nói chung đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em. Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gói thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.